hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính nể, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Để cho tôi lần thay chúng con thành kính lần lễ và chư ông thần toàn minh hạnh. Để giờ đây chúng con chưa thấy tín hiệu của từng người gia tăng trong năm đạo tràng. Có lẽ con xin phép được đọc bài trước ạ. Dạ, con kính thành ý của dạ vâng. Dạ, kính mong gặp đạo tràng hoan hỷ chờ trong dạ. Dạ, giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ và cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi chứng nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về thất giác chi. Thất giác chi là một đề tài tương đối là được biết nhiều qua pháp học cũng như pháp hành. Vì dĩ nhiên hôm nay là chúng ta bàn qua khía cạnh mà chúng ta gọi là thắng pháp, tức là nói về bản thể pháp giác chi. Ở đây chúng ta nên có một cái khái niệm đầu tiên, đó là ngày hôm nay do ảnh hưởng của đạo Phật, người ta nói nhiều về tuệ giác. Tuệ giác ta nói đó là một cái sự hiểu biết quán triệt xuyên suốt. Nhưng mà nói thì như vậy, bảo rằng hiểu thế nào gọi là hiểu xuyên suốt thì chúng ta lại không có nhiều cái ý niệm rõ ràng. Quý vị để ý cái chữ ăn giá hay là chi phần. Hôm nay chúng ta nói thất giác chi, tuần tới bài học tới chúng ta nói bát chi đạo. Ở đâu mà chúng ta nói về chi phần thì cái chữ ăn giá ở đây nghĩa là thành tố. Dạ, thành tố. Bây giờ mình nói đến bảy giác chi, tức là chúng ta nói đến bảy thành tố của tuệ giác. Và đây là một ở trong những khía cạnh rất là lợi lạc khi mà chúng ta học về Phật Pháp nói chung và Thắng Pháp nói riêng. Bây giờ thì mời quý vị Phật tử khoan hỷ đọc cho phần bài học do Thượng tọa Tự Sư biên soạn. Rồi sau đó thì học rồi Thượng tọa Tự Sư vào giảng bài học hôm nay. Xin quý vị khoan hỷ đọc bài cho. Dạ, cho thú lên thay chúng con thành kính tri ân thượng tọa giác đẳng. Bài học hôm nay mùa 1 tháng Pháp, bài viết tập mã chương 6, tôi yêu từng tập. Tôi muốn cho giá sang gá hả, bài 50, tôi yêu giá phần. Ủa thì bác kia giá sang gá hả, thức giác trì. Ngày nay người ta nói nhiều về tuệ giác, nhưng ít khi nêu rõ tuệ giác là gì. Trong Phật Pháp, tuệ giác được định nghĩa là khả năng quán triệt tự tánh cố nhiên của vạn hữu với bảy thành tố là niệm, trạch pháp, cần, hỷ, tịnh, định và xả. Giống như niệm pháp nhưng trong toán yếu giác phần. Thức giác cần được hiểu theo cả hai phương diện pháp học và pháp hành. Tất nhiên trong thắng pháp, thức giác chi còn được trình bày với pháp bản thể này có lợi ích lớn với người học Phật. 6. Thức giác chi Sát tá Bồ chành gà
chân trường, gà, gồm hai từ tố bút già, xuất phát từ động từ bút chất tí, tỉnh thức hay giác ngộ, và ân gà chi phần thành phần. Như vậy bút chân gà chất trí là chi phần của sự giác ngộ. Với một dạng khác là sambut chân gà cũng không biến nghĩa. Có vẻ giác chi là một niềm giác chi. Sati sambut chân gồ, chánh niệm là một yếu tố giác ngộ. Sự ghi nhận đề mục một cách sắc sao gọi là chánh niệm. Chánh niệm trong phạm trù giác phần có nhiều vai trò như niệm xứ, niệm quyền, niệm lực đã được nói đến. Chi pháp niệm giác chi là tâm sở niệm trong tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 2. Chấp pháp giác chi thầm mạ ý cha giác sốt tràn ngộ. Rồi thầm sát, danh sát là một yếu tố giác ngộ. Trí thấu triệt ngộ quẩn có đặc tính vô thường, khổ vô ngã gọi là tuệ thầm sát. Trí tuệ trong thiền minh sát mới gọi là trật pháp giác chi, chữ pháp thầm mắt. Ở đây là đối tượng của thiền minh sát Vipassana và sắc quẩn. Chữ trật Vichaya có nghĩa là quán triệt, tức là hiểu tận tường thực tướng của danh sắc. Chi pháp của trật pháp giác chi là tâm sở trí tuệ hợp tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 3. Cần giác chi Viriya Sambojango, chánh tinh tấn là một yếu tố giác ngộ nhưng lại có ý nghĩa sắc sao hơn, tức là sự chuyên tâm hành niệm và trật pháp một cách tích cực không sao lãng. Tuy vậy sự tinh cần này cũng phải quân bình, không quá dư, không quá thiếu. Chi pháp cần giác chi là tâm sở cần hợp tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 4. Hỷ giác chi Pati Sambojango, vị lạc sinh lên trong quá trình hành thiền cũng là một yếu tố hỗ trợ cho giác ngộ. Hỷ Piti không phải là cảm thọ hỷ Somanasa mà là sự no vui vị lạc. Hỷ Piti sự no vui nổi gai ốc vân vân, nhưng cũng không phải no vui như thấy nghe điều gì mình thích thú, mà là sự no vui khi quá an bình trong hành thiền. Chí pháp hỷ giác chi là tâm sở hỷ hợp trong tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 5. Tình giác chi Pasati Sambojango, sự yên tĩnh thân tâm Kaya Pasati Chitta Pasati, trong khi hành thiền cũng là một yếu tố trợ cho giác ngộ. Tịnh thân Kaya Pasati là sự tĩnh lặng của các tâm sở. Tịnh tâm Chitta Pasati là sự tĩnh lặng của tâm thức, nói chung là sự tĩnh lặng của bốn chân quẩn. Hai tâm sở tịnh thân và tịnh tâm chính là chi pháp của tịnh giác chi khi chúng hợp tâm thiện và tu quán. 6. Chi Samadhi Sambojango, chủ nhất tâm bất loạn, an trụ kiên cố trên đề mục thiền quán là yếu tố đến giác ngộ. Định còn được biết qua nhiều vai trò như định quyền, định lực, chánh định. Định giác chi chỉ khi định tâm vào đối tượng thiền minh sát mới thực sự là định giác chi. Chi pháp của định giác chi là tâm sở nhất hành hợp tâm thiện đang tu tiến thiền quán. 7. Sở giác chi Dukkha Sambojango, sự quân bình hay trung hòa của tâm đối với cảnh đề mục là một yếu tố cho sự giác ngộ. Sở giác chi không phải là thọ xả Dukkha Vedana mà là trạng thái trung hòa Tatra Macca Tatta, kèm tâm ở mức độ vừa phải cân bằng tâm lý. Chi pháp của sở giác chi là tâm sở trung hòa trong tâm thiện đang tu tiến thiền quán. Bài đã học bài 49 toát yếu giác phần Bodhipakkhiya Sanghaha, ngũ quyền và ngũ lực. Bài học tiếp theo bài 51 toát yếu giác phần Bodhipakkhiya Sanghaha, bát chỉ đạo. Dạ, chúng con chưa thấy thượng tọa thời xưa bằng quan lập đạo tràng. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa giác định.
Dạ, con kính sám hối, con kính cung thỉnh thần tòa thầy siêu tưởng bị thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Phật Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tăng, Thượng Tọa Tây Nguyên, cùng chư Tôn Đức có mặt trong rừng. Thân chào tất cả quý Tu Tử, quý Phật Tử. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Thắng Pháp chương 6. Tóm ý tường tập cái phần giác chi trong Thoát Yếu Giác Phật. Trong Thoát Yếu Giác Phật chúng ta có 7 nhóm pháp là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ giữ ý túc, ngũ quyền, ngũ lực, rồi thất giác chi, bát chánh đạo. Bảy phần này chứa đựng 37 pháp. Và nói 37 pháp nhưng mà thực ra thì chúng ta chỉ có 15 chi pháp thôi. Khi mà chúng ta học về Thắng Pháp, các pháp được trình bày nhiều như vậy đó, chúng ta chỉ lấy cái phần chi pháp thực tính, rồi từ cái chi pháp thực tính đó chúng ta nên biết tìm hiểu xem cái chi pháp đó nó đóng cái vai trò gì. Thì chúng ta sẽ hiểu, sẽ nhớ được nhiều. Ví dụ khi chúng ta nói đến niệm giác chi, tức là tâm sở niệm, thì ở trong giác phần tâm sở niệm đóng nhiều vai trò, như là niệm xứ, niệm quyền, niệm lực, niệm giác chi, chánh niệm. Thì như vậy chúng ta thấy niệm ở trong 37 điều pháp giác phần thì nó hết 5 cái vai trò. Trạch pháp giác chi tức là tâm sở trí tuệ nó đóng nhiều vai trò ở trong giác phần. Thí dụ như
phẩm như ý túc, tuệ quyền, tự lực, rồi trạch pháp thiết chi, rồi chánh kiến. Thì như vậy chúng ta nắm được cái chi pháp và chúng ta biết được các cái điều pháp của cái chi pháp đó. Học như thế thì chúng ta sẽ nhớ nhiều và ta biết rộng rãi, biết luôn cả cái chiều sâu của ý nghĩa. Hơn là khi mà chúng ta học pháp nào thì chúng ta nói ra một loạt nhưng mà chúng ta không có thống kê lại được, thì như vậy chúng ta có thể hiểu một cách rời rạc, vân vân. Đó là cái cách mà chúng ta học. Thì hôm nay học về bảy giác chi đó. Chúng ta cũng cẩn vì chúng ta rất có dễ có thể bị nhầm lẫn ở giữa bảy đề tài giác phần vô thí bất giác, nó gần có bảy đề tài giác phần hay là bảy đề pháp giác phần. Chúng ta nghe thoáng qua chúng ta tưởng là bảy đề pháp giác phần, thứ niệm xứ tích chánh cần di tập ngũ quyền ngũ lực thất tích chi bất chánh đạo, chúng ta nghe thoáng qua bảy giác chi, cái chữ có thân gá, chữ ăn gá ở đây có khi người ta dịch là chi phần, cho nên chữ có thân gá có chỗ người ta cũng dịch là giác phần, thất giác chi với thất giác phần. Chúng ta phải ở hai điểm này và chừng nó nhầm lẫn. Chấp chấp chi là một trong bảy giác phần, một trong bảy chủ đề giác phần. Còn giác chi á, tức là những cái chi pháp giác ngộ. Ở đây có nghĩa là khi một người tu tập thì cái lúc mà giác ngộ, lúc đó phải hội đủ bảy cái giác chi này, như ở trong nguyên số chi bắc á, thanh tịnh đạo cũng có đề cập đến
ở trong cái phần tuệ, cái phần sau. Bình thường khi mà chúng ta nói đến vị giác chi, thì chúng ta nói bảy giác chi là bảy cái pháp tu tập. Nhưng khi nói đến tu cần, là sự siêng năng tinh tấn tu tập những thiện pháp, chưa có làm cho có, đó là tu tập bảy giác chi. Nếu một cách rốt ráo gì, tôn giả Sariputta đã thuyết như thế. Hoặc như ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đã thuyết một loạt về những cái pháp bất thối. Của tăng chúng, làm cho tăng chúng sẽ được cường thị suy giảm. Trong đó có phần ngày nào chúng tỳ kheo tu tập niệm giác chi, tu tập cần giác chi, tu tập vị giác chi, tu tập tịnh giác chi, tu tập định giác chi và tu tập xả giác chi, thì khi đó tăng chúng sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm, vân vân. Thì bảy giác chi mà được nói ở trong kinh Tạng đó, thì bảy giác chi đó là bảy giác chi mà cần phải tu tập. Còn khi mà chúng ta nói đến chi phần giác ngộ, mà chúng ta nói khích cao hơn, thì đó chính là bảy dấu hiệu cho biết cái sự vị hành giả đã đạt đến cái bờ giác ngộ. Cho nên chính vì đó mà trong Abhidhammapadasaka thắng pháp tập yếu luận, thì bảy giác chi được lấy chi pháp trọn vẹn là những cái tâm sở niệm, tâm sở trí tuệ, tâm sở cần, vân vân, hiệp ở trong các cái tâm động tịnh hảo. Nhưng ở đây khi mà nói đến tu tập giác chi, là bảy pháp trợ sự giác ngộ, thì bảy pháp đó chúng ta nên hiểu đó là những cái pháp mà cần phải tu tập. Thế cho nên mới lấy những cái chi pháp
như là niệm tuệ cần hỷ, tịnh thân tịnh tâm, nhất hành và trung hòa. Tám cái tâm sở này nó phối hợp với tâm thị dục giới, là cái tâm mà hành giả đang tu tiến thiền quán. Bởi vì nếu như bảy giác chi mà nói đến động lực đáo đại, tức là những cái tâm thiện chứng, hay là bảy giác chi mà nó tương ưng với siêu thế là chuyện đã rồi. Thì chuyện đã rồi thì làm sao mà nó trở thành cái phẩm trợ đạo được, hay là giác phần được. Cho nên nếu chúng ta có học, có đọc những cái quyển sách khác và nói về bảy giác chi, luôn luôn chúng ta phải chú ý đến cái chi pháp sách nào nói cách nào cũng đúng cả, nhưng đúng ở khía cạnh khác. Chứ còn khi mà đưa vào trong giác phần thì chúng ta phải nói cái cách khác. Trước hết là chúng ta nói về niệm giác chi. Trong cái sự tu tập minh sát để đưa đến sự giải thoát, đưa đến sự giác ngộ, thì chánh niệm là đứng hàng đầu. Niệm ở đây tức là cái sự ghi nhận đề mục, ở trong cái cách tập đầu tiên chính niệm nó được gọi là Parikamma Nibbata, tức là sơ tướng hay là chuẩn bị tu tiến Parikamma Bhavana. Khởi sự tu tập lúc nào niệm cũng đóng cái vai trò là ghi nhận cái đối tượng đề mục. Nếu không có niệm sự chú ý ghi nhận đề mục thì không thể nào mà định nó khởi lên. Nếu trong thiền chỉ, nếu không có chú ý ghi nhận đề mục thì không thể nào tuệ nó khởi lên, tức là trạch pháp hay là sampajanya, tức là sự tỉnh giác. Vì có niệm, tức là có cái sự chú ý ghi nhận đề mục danh sắc á, lúc bây giờ tuệ mới sinh khởi để mà thẩm sát được tam tướng, tức là vô thường, khổ đau, vô ngã đối với pháp hữu vi đó. Cho nên niệm
được xem như là một cái yếu tố đầu tiên để dẫn đến các cái thiện pháp khác, và niệm xem như là một yếu tố đưa đến sự giác ngộ là như vậy. Một người tu tập mà chánh niệm không có bén nhạy, không có sâu sắc đó, thì không thể nào thành tựu được. Trong cái việc tu tập, yếu tố thêm là chánh niệm. Bình thường khi mà chúng ta nói đến cái pháp thực tính, niệm chỉ là tịnh hảo, nó thuộc về tâm sở tịnh hảo, biến hành, tính niệm tàm quý, thì niệm đó nó phối hợp với 91 tâm tịnh hảo hết. Nhưng biết tận dụng được cái khả năng của niệm để làm thành một cái công cụ hỗ trợ cho cái sự tu tập, thì lấy niệm đó để làm chánh niệm hay là niệm giác chi, chúng ta phải hiểu như thế. Thứ hai gọi là trạch pháp giác chi. Thay vì chúng ta nói là trí tuệ, hay là chúng ta nói tỉnh giác, xem bác cho nhé, lại dùng cái từ gọi là tham báo quý chay giác. Chữ quý chi giá có nghĩa là cái sự thẩm sát hay là sự quán xét, sự quyết trạch, biết một cách rõ ràng, biết một cách có sự cân nhắc, có cái sự so sánh, còn cái chữ pháp ở đây, chữ thâm bá là để chỉ cho danh và sắc hay là pháp hữu vi. Cho nên trí tuệ trong thiền minh sát mới gọi là trạch pháp giác chi. Cái trí tuệ mà ở trong cái pháp tịnh hảo, cái tâm tịnh hảo nói chung, thì không thể gọi là minh sát, không gọi là trạch pháp được. Như cái tâm sở trí tuệ nó cũng có tương ứng với
cái tâm thiền sắc giới thì vô sắc giới, nhưng mà trong tâm thiền chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay là vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, thì tâm sở trí tuệ trong đó chúng ta không gọi là trạch pháp giác chi được. Là tại vì cái trí tuệ trong trường hợp đó, trong trường hợp thiền, nó chỉ là đóng cái vai phụ chứ không phải là cái vai chính. Đây không phải là thẩm sát hay là cái sự quán triệt danh sắc. Ở trong cái tâm thiền chứng á, chỉ luận cái định hữu tầm hữu tướng hay định vô tầm hữu tướng hay định vô tầm hữu tướng thôi. Và chủ yếu của cái pháp thiền là lấy niệm và định, chứ không lấy niệm và tuệ, mặc dù có tuệ. Và cảnh của tâm thiền sắc giới là cảnh chế định, chứ không phải là danh sắc. Khi mà chúng ta phân tích cặn kẽ ra như vậy thì chúng ta mới thấy rằng, nếu mà nói với trạch pháp giác chi mà lấy thấy trí tuệ có mặt ở đâu, chúng ta nói ở đó là có trạch pháp giác chi, cái đó là trạch pháp chi, là nói như vậy là chúng ta nói sai. Nói vậy là chúng ta nói không đúng. Mặc dù trạch pháp giác chi là sở trí tuệ, nhưng mà không phải lúc nào trí tuệ cũng là trạch pháp giác chi. Đối với thiền quán hay thiền minh sát thì trí tuệ cũng đóng vai trò trọng yếu không kém gì cái vai trò của niệm giác chi. Bởi vì nếu mà chỉ có chánh niệm không, nhưng mà không có cái trí tuệ để quán triệt cái thực tính của danh sắc, không thấu triệt được tâm tướng vô thường của đau vô ngã, thì như vậy nó không thành thiền quán được. Bởi vì chữ Vipassana là Vipassana, Vipassati, Vipassana tức là thấy một cách đặc biệt, tức là thấy bằng trí tuệ thì mới gọi là minh sát hay là tục quán, thì ta gọi là quán. Thì như vậy trong cái việc mà chúng ta tu tập để giác ngộ đạo quả, giác ngộ niết bàn, thì cái yếu tố thứ hai dẫn đến sự thắng tri giác ngộ niết bàn thì đó là trạch pháp, là cái trí tuệ chúng ta cần phải biết chỗ đó. Có nhiều vị hành giả họ tu tập nhưng mà họ không có phân biệt, không có hiểu được cái này. Họ cứ nghĩ là tu thiền
không nhận ra được là mình tu thiền chỉ hay thiền quán. Cho nên họ chỉ ngồi đó mà họ niệm thôi, chỉ có chánh niệm thôi. Nhưng mà họ không biết được là mình phải phát huy trí tuệ hay là phát huy định. Nếu mà chánh niệm phát huy định thì như vậy là thiện chỉ, và nếu chánh niệm mà phát huy trí tuệ thì mới gọi là thiện quán. Giữa hai cái đó chúng ta phải hiểu. Trí tuệ mà ở trong giác phần, thưa quý vị, thì ở đây chúng ta nhớ thế này. Mặc dù chúng ta liệt kê cái danh sách thì trí tuệ nó đóng cái vai trò là thẩm như ý túc, quy băng xích thí ba đá, tuệ quyền, tuệ lực, là chúng ta nói cái khía cạnh của trí tuệ. Rồi cảnh pháp giác chi, rồi chánh kiến. Chánh kiến tức là sự thấy đúng, cũng là trạch pháp vậy. Cái đến là chúng ta nói về cần giác chi. Lại thêm một lần nữa là chúng ta phải xác định cần. Không phải chỉ đơn thuần là tâm sở cần hiệp ở trong 105 tâm, không phải chỉ đơn thuần là cần nó trợ cho các pháp động sanh có sự năng động biết cảnh. Nếu mà chúng ta nói cái nghĩa đơn thuần như vậy đó thì nó chưa gọi là cần giác chi. Trong tâm thiện, tâm bất thiện, tâm vô ký, chỉ ngoại trừ ra 15 tâm quả vô nhân và tâm khai ngũ môn là không có cần. Còn lại 105 tâm ý thức giới nó đều có tâm sở cần. Nhưng mà trần cần trong cái nghĩa cần giác chi là cái sự nỗ lực hay là chuyên tâm để giữ vững niệm giác chi và trạng pháp giác chi một cách tích cực, không có sao lãng. Ở trong một cái góc độ nào đó chúng ta cần phải hiểu rằng chánh niệm sinh, nếu không có cần giác chi đứng ở bên cạnh để mà thôi thúc
thì niệm đó có khi bị yếu, có khi bị dư. Quá mạnh thì nó dư, mà yếu thì gọi là thiếu. Cho nên niệm nó cũng phải được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thường xuyên, có đều đặn. Chúng ta tu tập hành giả có lúc thì chánh niệm, còn có lúc thì chúng ta bị hôn trầm hay là bị phóng dật, chúng ta bị trạo hối hoặc là bị hung thị nó chi phối, là do vì nó thiếu cái chất của cần giác chi, cho nên nó làm cho cái chánh niệm đó có khi thăng khi giáng. Trí tuệ quý vị, cái trạch pháp giác chi thưa quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng hễ mà có trí tuệ là luôn luôn lúc nào mình cũng sáng suốt. Khi mà chúng ta chưa phải là một thánh thì cái trí tuệ quan sát của chúng ta, cái trí tuệ đó nếu không có cần giác chi làm hậu thuẫn thì có lúc mà chúng ta chịu suy nghĩ, còn có lúc mà chúng ta lại lười biếng suy nghĩ, lại lười biếng suy nghĩ. Quý vị có hành thiền rồi thì quý vị mới kinh nghiệm ở chỗ muốn dựng dậy chánh niệm liên tục, chánh niệm hoài hoài là phải có cần, phải có cần giác chi. Trí tuệ quán triệt hay là trí tuệ thẩm sát, thẩm sát cái danh sắc á, nó phải có cần giác chi để mà rọi sáng hoài hoài gì. Giống như khi mà một người đi đường mà họ cầm cái bó đuốc, nếu mà chỉ cầm cái bó đuốc đưa ra ở phía trước thì đi hồi ánh sáng nó bị mờ đi, lửa nó bị tắt đi. Quý vị biết cái bó đuốc dừa đó, bó đuốc lá dừa, người ta đi người ta phải quơ, người ta phải quơ để mà lấy cái sức gió thổi làm cho cái đuốc nó cứ cháy hoài vậy, lúc nào cũng sáng, lúc nào cũng sáng. Ý nghĩa cái ví dụ nó như thế nào thì chúng ta phải hiểu trong cái việc mà chúng ta tu tập, là chúng ta phải tu tập tuệ quán, là chúng ta phải thắp sáng cái trí tuệ bằng cần giác chi. Cho nên cần giác chi quan trọng lắm, nó cũng là yếu tố hỗ trợ cho cần giác chi, trạng pháp giác chi. Bây giờ chúng ta lại nói qua đến hỷ giác chi. Xin lỗi quý vị, ở trong bài chúng ta đánh sai chữ, chữ hỷ giác chi là pi tí sầm bất trần lá chứ không phải là chữ pa tí. Các vị sửa, không biết là cái bài đọc quý vị có sửa chưa. Chữ pi tí sầm bất trần lá, sầm bất trần
Bồ. Đúng rồi, chữ đúng, cảm ơn sự tự trì. Đây thì pi tí chúng ta phải hiểu đó là một cái tâm sở hành quẩn. Ý nghĩa của hỷ là một cái trạng thái phỉ lạc, là cái sự no vui. Pi nề tí, pi nề tì tí, pi tí, chúng ta xài chữ cái động từ pi nề tí, tức là cái sự no, cái sự no vui, cái sự hân hoan, cái sự phấn khởi. Ở đây chúng ta cũng biết rằng là trong cái lĩnh vực thiền, dù thiền chỉ hay là thiền quán, thì cái trạng thái no vui của tâm nó cũng là một yếu tố hỗ trợ cho sự giác ngộ. Bình thường đối với cái tâm dục giới, thọ hỷ mà nó sinh khởi, nó có pi tí, thì đó là do thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng cảnh sắc thinh khi bị xúc tốt, vừa lòng, vừa thích thú, hưng phấn. Nhưng ở đây vị trí mà nó trở thành một cái yếu tố giác ngộ, là một cái trạng thái tâm lý, không có bực bội, không có nóng nảy, mà luôn luôn ở trong cái tâm thái an lạc. Thì cái tâm thái an lạc đó, cái phỉ lạc, nó giúp cho những cái giác chi khác, như là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, nó được sung mãn, được biến mãn. Nó cũng giống như là chúng ta ví dụ giống như cây mà mọc trên mặt đất đó, tất nhiên nhờ có bộ rễ cho nên tàn lá xum xuê, nhưng mà nếu như đất khô cằn không có nước đó, thì rễ không có thể nào mà hút lấy nước để làm cho cái cây nó được tươi và tàn lá được xanh sâu nảy nở xum xuê. Cho nên những cái vùng đất mà khô cằn thiếu nước thì cây nó bị eo uột. Người tu tập đó, mà chưa có đạt được cái tâm thái an lạc thì như vậy là tu tập nó khó thành tựu được
khó phát triển được. Cái sự giác ngộ tu là phải cái tâm thái an lạc. Nếu mà chúng ta hành thiền mà khổ sở quá, nóng nảy quá, và lúc nào cũng cảm thấy như là một cực hình, tới giờ hành thiền như là một cực hình, ngồi trân mình chịu đựng cho đến hết giờ đó, hết giờ hành thiền thì chúng ta hành hoài nó chỉ khổ thân thôi, chứ nó không có đưa đến cái sự dai dẳng. Bởi vì tu mà không có cái sự an lạc thì như vậy không thể nào kéo dài cái sự tu tập, hay là không thể nào chánh niệm lâu dài, trí tuệ suy quán lâu dài được. Cũng ví dụ giống như là khi mà chúng ta tu tập, khi mà chúng ta sống ở trong cái cuộc sống này, chúng ta làm cái nghề nào cũng vậy, chúng ta đi dạy học hay là chúng ta làm cái nghề buôn bán v.v., chúng ta phải có một cái lợi lạc, phải có cái niềm vui. Và khi có niềm vui ở trong cái việc làm đó, thì như vậy chúng ta mới đeo đuổi gắn bó với cái nghề nghiệp đó. Còn nếu mà chúng ta làm cái nghề nghiệp đó, cái việc đó mà chúng ta không có được cái niềm vui thì chúng ta dễ chán. Cho nên hỷ giấc chi cũng là một điều, một cái yếu tố để trợ cho cái sự giác ngộ. Bởi vậy khi mà Phật tử đã chấp nhận mình là một vị hành giả tu tập thì nhớ chú ý, mình tu tập là để luôn luôn phải cho tâm nó thư thái an lạc. Chứ còn nếu mà tu tập mà chúng không có thành tựu được cái tâm thư thái an lạc thì chúng ta phải chừng là chúng ta đã đi sai cái phương pháp. Rồi cái thứ năm đó gọi là tỉnh giác chi, phát sát thí, sambuchango. Cái chữ phát sát thí sambuchango ở đây là nó dư một chữ sam nghe quý vị. Số năm phát sát thí sambuchango bỏ chữ sam đầu đi. Chúng ta chỉ lấy sambuchango một chữ sam thôi. Trong ý nghĩa tinh tế thì ở đây khi mà ta tu tập bằng cái tâm tu, cái tâm tu đó là cái tâm tứ dinh quẩn. Và cái tâm tu tập đó cần phải có cái sự yên tĩnh, cái sự tĩnh lặng. Cái sự tĩnh lặng ở đây là nó không có bị xáo trộn. Cái sự xáo trộn tâm lý nó sẽ làm cho mất cái
cái sự bình yên để mà tu tập. Chúng ta ví dụ giống như trong cái cuộc sống của chúng ta đó, được gọi là cuộc sống hạnh phúc đó, là khi nào mà ở trong nhà mọi điều nó được hài hòa, nó không có bị xáo trộn, thì vậy mới được hạnh phúc. Cái xáo trộn ở đây thí dụ như giữa vợ chồng con cái nó có cái sự xáo trộn, hoặc là trong nhà chúng ta đó, nó bị xáo trộn bởi đồ đạc không có ngăn nắp, nó bị bừa bãi, rồi chung quanh cái tiếng ồn hay là cái môi trường sống nó bẩn thỉu chẳng hạn, thì nó làm cho rối cái cuộc sống, thì cuộc sống nó không gọi là hạnh phúc. Cuộc sống nó không gọi là hạnh phúc. Cũng vậy, một người mà tu tập đó, mà tâm thái của họ còn bị xáo trộn bởi, bị chi phối cảnh sắc thinh khí bị xúc, bị chi phối bởi thỉnh thoảng có tham sanh khởi, sân sanh khởi, ngã mạn sanh khởi, tà kiến sanh khởi, gọi là bị xáo trộn. Khi mà bị xáo trộn như vậy đó, thì gọi là tâm không có tĩnh lặng, hay là không có tịnh giác chi. Thì không có tịnh giác chi như vậy là chúng ta không có thể nào mà đi đến cái chỗ tốt đẹp được, phát triển tâm lý. Tu tập khó lắm chứ quý vị, chứ đâu phải chuyện dễ dàng. Người ta hay nói cái câu mà nó sai đi, khi đúng một khía cạnh nhưng mà nó sai rất nhiều khía cạnh. Người ta nói nhất tu thị, nhị tu gia, thứ ba tu chùa. Họ cho rằng là ở chùa là cái cảnh sống nó thoát ly trần tục, cho nên khi mà vào chùa mà tu tập được thì cái đó chỉ mới là đẳng cấp thứ ba thôi. Còn nếu ở nhà bị bận rộn, bị chi phối bởi vợ chồng con cái, họ quý thuộc bằng bạn bè, nó bát nháo như vậy mà mình vẫn tu được đó, thì cái đó là cái đẳng cấp thứ nhì. Nhưng mà ngồi ở giữa chợ nó bát nháo, cảnh động nhiều, bị chi phối nhiều, vậy mà tu tập được thì đó là đẳng cấp thứ nhất. Nói như vậy cũng không đúng sư quý vị. Người ta đề cao, quá đề cao cái chủ nghĩa cá nhân của mỗi người thì người ta nói vậy thôi, chứ thật ra cái tâm này nó bén nhạy vô cùng, nó nhạy lắm thưa quý vị. Đức Phật Ngài nói rằng, trong Pháp Cung Kinh Đức Phật nói, Ngài diễn tả cái tâm như cá quăng lên bờ, vớt ra ngoài thủy giới, tâm này dùng dĩ mạnh, hãy thoát ma trói buộc. Cái tâm này nó dùng dĩ mạnh lắm. Mà khi nào mà tâm này
đã tịnh được rồi, vắng lặng được, thì lúc đó là mới tu tiến được. Cho nên ở đây đó, muốn mà tu dưỡng cho tịnh giác chi nó có mặt á, thì ở đây vị hành giả thân đồ chỗ ở sạch sẽ gọn gàng, cái chỗ mà mình hành thiền đó, nó phải được thoáng mát sạch sẽ, rồi thân thể lúc nào cũng phải tắm rửa sạch sẽ, y phục nó phải sạch sẽ. Cái đó là cái yếu tố nó giúp cho dễ phó sanh tịnh giác chi. Rồi cái người có cái tánh nặng về ái, về sân, nặng về si, nặng về tầm, nặng về đức tin, vân vân, mình phải dàn xếp. Phải dàn xếp thì sao? Phải khắc phục được cái tánh nết đó. Thì khi khắc phục được tánh nết đó thì nó mới dẫn đến tịnh giác chi, chứ không phải dễ chứ gì. Rồi cái chi pháp kế đến được gọi là định giác chi. Nếu như đã có tịnh giác chi, đã có hỷ giác chi, cần giác chi, nó giúp cho duy trì niệm giác chi và trạch pháp giác chi rồi, thì thưa quý vị, định giác chi nó khởi lên rồi cũng dễ lắm, chánh định khởi lên dễ lắm. Khi mà sống yên, gió lặng thì sống yên, thì lúc đó nước mới trong được, nó không có bị khuấy đục, nó không có bị lao chao, không có bị nổi sóng. Khi mà tu tập mà có cần giác chi, hỷ giác chi, tỉnh giác chi đó, thì lúc bây giờ thưa quý vị, ở tâm định an trụ nhất tâm trên đề mục bất loạn, thì cái chuyện đó không phải là khó. Cho nên những cái giác chi trước, nó hỗ trợ cho định giác chi. Nhưng mà tại sao phải có định giác chi? Thưa quý vị, mặc dù thiền quán là chủ yếu là đặt trên phương diện tuệ làm cứu cánh, nhưng mà tuệ mà không có sanh khởi cùng với định, không có tu tập cùng với định, thì tuệ đó nó không có sáng được. Ví như cái ngọn nến hay là cái ngọn đèn dầu mà nó cứ leo lét ở trước gió, nó cứ bập bùng gì, cái ngọn lửa nó cứ nghiêng ngã bên đây, ngã bên kia,
thì làm cho ánh sáng nó chập chờn. Cần phải giữ yên cái ngọn lửa, cái ngọn đèn, thì ánh sáng nó mới rạng rỡ. Cái ngọn đèn ở đây là như là trí tuệ, và định ở đây là cái ngọn đèn được giữ vững nó mới sáng. Thì khi mà có ekakata nhất hành hay là samadhi là định, thì lúc đó cái sự tu tập tuệ quán nó mới có tác dụng, mới hữu hiệu được. Và khi đã có định nhất chi làm cho phát triển được niệm và tuệ, thì lúc đó xả giác chi nó mới sanh khởi. Cái chữ xả giác chi ở đây đó, chúng ta đừng có nhầm với cái tâm thọ xả. Mà xả giác chi ở đây tức là trạng thái trung hòa hay là quân bình của tâm của tatra-machatata. Nếu mà nói theo thiền quán thì ở đây là sankhara-upekkha-jnana, tức là hành lãnh tuệ hay là xả hành tuệ. Mặc dù sankhara-upekkha dịch đúng chữ thì sankhara là hành, upekkha là xả. Nhưng mà nếu mà dịch là hành xả tuệ đó, thì người học Phật ở trong cái sơ khởi chúng ta học, chúng ta nói có cái tâm hành xả, hành xả trước tám ngọn gió đời vân vân, cho nên bị nhầm cái chữ sankhara upekkha jnana. Thì ở trong thanh tịnh đạo giải thích ở cái giai đoạn gọi là nếu mà chúng ta dịch thứ lớp hành lãnh, chữ lãnh ở đây tức là cũng là chữ xả, nhưng mà chữ lãnh xài chữ upekkha nó cũng không có được, bởi vì đó chữ lãnh là lạnh, lạnh lùng hay là dưỡng dưng. Còn ở đây thì chúng ta dịch là xả hành, tức là có cái tâm nhìn thản nhiên đối với các hành, cái thái độ bình thản đối với các hành thì gọi là sankhara-upekkha. Là tu tập đến cái mức độ biết các pháp hữu vi hay là các hành đó là vô thường, khổ và vô ngã, thấy nó có cái khuyết điểm, có cái nguy hiểm, mình sợ hãi, nhàm chán, rồi muốn thoát nó ra đi, gọi là dục thoát tuệ.
Nhưng mà khi tâm đông nóng như vậy thì cũng chẳng làm được gì. Cho nên đến cái mức độ nào mà tâm quân bình trở lại, bình thản hay là thản nhiên với cái sự sanh diệt của danh và sắc, bản chất đó là như vậy, đặc tính của đó là phải là như vậy. Cho nên lúc đó mình giữ được cái tâm bình đẳng. Ngài Bồ Tát Khô Sáng ngài có một cái thí dụ. Một người đàn ông có cái cô vợ rất là yêu, anh ta rất là yêu cô vợ, và khi mà anh ta thấy cái cô vợ, thấy người phụ nữ đó đứng nói chuyện với, cười với người đàn ông khác, là anh ta bực bội, anh ta khó chịu. Sau đó bắt đầu ta ly dị. Khi ta ly dị rồi thì bắt đầu anh ta có cái thái độ dửng dưng, thản nhiên. Bây giờ cô ta mà có đứng nói chuyện hay cười cợt với gã đàn ông khác thì tâm của ta vẫn bình thản. Thì ví dụ đó để nói lên cái khía cạnh là khi mà chúng ta trực diện, chúng ta nhìn vào cái pháp hữu vi này, chúng ta thấy nó vô thường, khổ, vô ngã, thì chúng ta cảm thấy nhàm chán, cảm thấy sợ hãi, chúng ta bực bội, chúng ta muốn thoát đi. Nhưng mà tu tập cho đến mức độ nào mà cái sự sanh diệt của pháp hữu vi, hãy để nó là như vậy, tự tánh nó là như vậy, thì lúc đó tâm của vị trì giả quân bình, thản nhiên. Thì lúc bây giờ cái hành xả tuệ mới đi đến chữ thuận thứ tuệ Anuloma, rồi vô tra phu là chuyển tập tuệ, rồi mới đưa đến đạo quả. Cho nên ở đây đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta đề cập đến bảy giác chi, nếu mà chúng ta chỉ nói cái chi pháp, niệm giác chi là cái gì, là tâm sở nào, vân vân, thì như vậy là chúng ta không có thấm thía với cái pháp giác chi tu tập để đưa đến sự giải thoát. Nhưng mà khi mà chúng ta phân tích theo cái chiều hướng vị hành giả áp dụng như là một chi phần, những chi phần để trợ cho cái sự giác ngộ, đưa đến sự giác ngộ, thì chúng ta sẽ thấy bảy giác chi này chúng ta tu tập hay lắm. Thưa quý vị, làm sao để mỗi lần mà chúng ta học một bài đó, trong thắng pháp chúng ta hỏi học một bài, một pháp môn, để chúng ta sự hoan hỷ, chúng ta cảm thấy rằng nếu mình không tu tập, tức là mình không có đếm được cái vị ngọt của đời sống phàm. Vì vậy cho nên chúng tôi cố gắng, chúng tôi trình bày làm sao để cho quý vị hiểu. Quý vị sẽ cảm thấy rằng khi mà chúng ta chưa có tu tập bảy giác chi, thì chúng ta còn ở ngoài rào, chúng ta chưa có thưởng thức được
cái đẹp ở bên trong giáo pháp. Chúng ta chỉ mới có đứng ở xa, chúng ta nhìn cái bàn tiệc thôi, chứ chúng ta chưa có thưởng thức được cái hương vị ngon của những cái món ăn được bày trên cái cổ bàn. Vì vậy cho nên chúng ta phải cố gắng làm sao vừa học vừa hiểu, rồi sau đó chúng ta đem áp dụng để chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đừng có bận tâm với ngoại cảnh ở bên ngoài, với cái chuyện thiên hạ, chúng sinh vui hay khổ, khỏe hay là bệnh, âm tính hay dương tính với dịch corona kệ họ. Biết làm sao nội tâm này an trú ở trong trong pháp, trong bảy giác chi đấy, chúng ta thấy là ổn rồi. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị cái đề pháp thứ sáu ở trong giáp phần. Đến đây cũng vừa với thời gian, chị pháp xin dứt lời ở đây. Kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Quang Hỷ trở lại điều hợp cho cái phần thảo luận với chư tăng. Nam mô Phật Thầy. Sao thú kích trường thưa tôi thưa sư, đi thỉnh sư huynh đi nghỉ. Bạch chư tôn đức và thư quý Phật tử, chư quý Phật tử một số điểm liên quan đến bài thứ nhất chi. Và tôi rất là hoan nghĩ là hôm nay chúng ta có dịp để trở lại đề tài này. Thưa quý vị, như chúng tôi có đề cập đến trong phần dẫn nhập, khi nào chúng ta nói về chi Phật, tức là chúng ta nói về cái gì đó không có riêng lẻ, mà mỗi một pháp nó là một thành tố, nó kết hợp lại với nhau. Chúng ta lấy một cái ví dụ là một cái cây mà nó mọc lên nó nở hoa, không đơn thuần chỉ có hột giống, mà nó phải có phân, có nước, có sự chăm sóc, tất cả nhiều yếu tố nó kết hợp lại đó thì nó mới tạo ra một cái cây mà hoa nở tốt được. Đối với chúng ta đôi khi rất là khó để đặt lên một câu hỏi và tìm ra câu trả lời là làm sao trí tuệ của chúng ta tăng trưởng. Chứ tôi nhớ hồi còn nhỏ đó, tuy rằng không có tiền nhưng mà thường để dành tiền để mua những cuốn sách. Và từ xưa họ có những quyển sách gọi là Học Làm Người, mà có lẽ nó hao hao với tinh thần Phật pháp và phần nữa đó là nó cũng dễ đọc, nó không có khô khan. Thật ra hồi nhỏ chúng tôi hay đọc sách đó, sách Học Làm Người mà cái nhà xuất bản Khai Trí là họ đề xuất ra. Thì họ có những cái tựa sách như là Luyện Lý Trí hay là Huấn Luyện Tình Cảm v.v. Bây giờ thì khi mà lớn lên còn nghĩ lại thì cũng hơi buồn cười là cái cách mà người ta nói về luyện lý trí đó, thì người ta chỉ về cách học hành nhiều hơn là người ta thấy được những cái thành tố hay là những cái nhân tố mà nó kết hợp lại, nó tạo ra trí tuệ. Tương tự như là khi mà chúng ta ăn canh chua hay ăn phở, mình cầm một cái muỗng lên mình hớp, mà có những lúc mà nó vừa, có những lúc chúng ta gọi là ngon, có những lúc chúng ta thấy nó thiếu cái gì đó. Thì
chúng ta phải nói đến một cái đặc tính gọi là hòa quyện ở tại đây. Hòa quyện ở tại đây tức là mỗi một yếu tố như vậy nó đều có một cái vai trò nhất định, và do đó nó gọi là ăn giá hay là chi phân. Và chỉ giác ở đây đó là hiểu. Và quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao ở trong giác chi lại có trí tuệ, nhưng mà trí tuệ dẫn đến trí tuệ. Cái trí tuệ mà của trạch pháp á, nó được hiểu khác với cái trí tuệ mà gọi là giác, gọi là tuệ giác. Bây giờ chúng ta thử ôm lại những gì mà Thượng tọa Từ Siêu vừa trình bày, cũng như tìm lại bảy cái yếu tố của tuệ giác đó. Thì chúng ta thấy cái yếu tố đầu tiên, niệm giác chi, đó là cái khả năng bén nhạy với thực tại. Bén nhạy này đủ để chúng ta ghi nhận, và ghi nhận kịp thời hiện tại. Như chúng ta biết rằng, mặc dù cuộc sống nó diễn ra hàng ngày xung quanh chúng ta và ngay trên thân tâm của chúng ta, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta đủ sự bén nhạy để ghi nhận rõ và ghi nhận hết. Vì nào mà đã có hành tứ niệm xứ, chưa biết rằng thở cũng phải đơn giản để chúng ta thể ghi nhận được rõ ràng. Niệm hơi thở đã không rõ ràng rồi thì nói gì đến cảm thọ, nói đến trạng thái tâm. Nhưng mà điều đó là điều có thể xảy ra, là cái khả năng ghi nhận một cách sắc sảo, ghi nhận một cách bén nhạy đối với thực tại. Do đó niệm á, được xem là một thành tố đầu tiên được đề cập đến tại đây. Tại vì niệm giúp cho chúng ta bắt nhịp với thực tại, tiếp xúc với thực tại. Nói theo người Mỹ gọi get in touch with reality, tức là chúng ta thực sự, chúng ta thực sự là có khả năng ghi nhận với thực tại. Thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra, thở vô dài biết thở vô dài, thở ra dài biết thở ra dài. Và cái yếu tố thứ hai đó là cái khả năng phân biệt. Ban đầu thì thưa quý vị, tất cả chúng ta khi mà sống với thực tại đó thì chúng ta thật ra ghi nhận nó sanh, ghi nhận nó diệt là may lắm rồi. Nhưng mà càng chánh niệm càng rộng nhiều đó thì chúng ta sẽ đi đến cái tình trạng là tinh tế. Thế nào là sự tinh tế? Tinh tế là thấy được sự khác biệt giữa cái này và cái kia. Chứ tôi nghe người ta nói rằng có những người họ uống trà ngon mà giỏi đó, họ hấp ly trà là họ có thể biết được cái trà đó là được trà gia nào sản xuất, được cái nơi nào bán và loại trà gì. Uống rượu cũng vậy. Và cái sự tinh tế này đó, trong Phật Pháp dùng bữa là gọi là trạch pháp, tức là cái khả năng phân biệt, khả năng lựa chọn. Và cái khả năng phân biệt lựa chọn này đó, nó thuộc về trí tuệ. Nhưng mà một cái thứ trí tuệ mà chúng ta gọi là trí tuệ nhận ra sự khác biệt. Dạ, cái này là cái rất là đặc biệt quan trọng. Tại sao quan trọng? Là bởi vì sự tinh tế đó đó, nó cho thấy là cái niệm của chúng ta, cái niệm của chúng ta đủ bắt kịp với cái nhịp của thực tại, đủ sắc sảo, đủ bén nhạy. Do có bén nhạy như vậy thì chúng ta mới đạt đến chỗ tinh tế, thì ra niệm nó sinh ra trạch pháp. Và sau cái trạch pháp đó thì có một thứ khác mà nó gọi là cần giác chi. Cái chữ cần ở đây đó, nó thường là một cái chữ ở trong đạo Phật, nó có những cái chữ mà chúng ta hay nhầm lẫn lắm thưa quý vị. Như là cái chữ quý ri giá hay là qua gia mát, chúng ta có khi chúng ta dịch là cần hay là sự tinh tấn, và chúng ta hiểu là sự cố gắng. Nhưng mà thật ra nó là một thứ nghị lực, nó là một thứ nội lực, nó là một cái gì đó mà khiến tâm của chúng ta không có nhu nhược, nó không có bạc nhược. Dĩ nhiên là quý vị thấy rằng những người nào siêng năng á, là thường là những người có nhiều cái năng lực. Mà những người nào mà gọi là như cọng bún thiêu á, thì thật ra người đó không có siêng năng bao giờ hết. Nhưng mà hai cái đó khác nhau. Cái chữ mà thật ra dịch đúng á, của cái chữ cần giác chi đó,
không đơn thuần là sự cố gắng, mà nó là một thứ nghị lực. Dạ, một thứ nghị lực kia là cái khả năng đó mà mình làm việc gì đó mà mình làm một cách không có không có cảm thấy mình trùng chân thối bước. Ví dụ như là bây giờ một cái đứa học trò hay một đứa con nhỏ trong nhà đó, mẹ biểu đi lặt rau hay đi giặt đồ thì nó làm biếng nó mà cái bằng nuôi. Nhưng mà ngược lại cái vai trò của một người mẹ mà có nhiều con á để mà nuôi á, thì thứ vì sự thương con, vì cái trách nhiệm gia đình á, người mẹ làm thì cứ làm thôi. Cái làm và thứ làm đó nó có một cái nghị lực, đôi khi chúng ta gọi là nghị lực phi thường, nó có một cái năng lực vô thường. Cái năng lực đó đó nó được đến từ cái trạch pháp giác chi. Tại sao vậy? Tại vì thế này là quý vị để ý á, là trong cuộc sống khi nào mà chúng ta thấy rõ là cái tốt cái xấu, cái nguyên nhân dẫn đến tốt, nguyên nhân dẫn đến xấu, cái quả tốt quả xấu đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta có nghị lực lắm. Trong lúc mà mình chưa có cái chưa có nhận rõ đó thì con người chúng ta nó gọi là ù cà cạc đó, nó không có siêng lắm, nó không tinh tấn lắm. Nhưng mà một khi mình thấy rồi thì mình rất là siêng năng. Quý vị nào mà không có xài máy móc á, như là iPad hay là iPhone hay là laptop á, đôi khi mình nhìn thấy quý vị không có muốn nhập cuộc, không muốn làm gì hết. Nhưng mà khi mà mình đã thấy rõ, mình biết rõ thì tự nhiên mình nhập cuộc có rất là hăng hái, rất là siêng năng. Và cái hăng hái siêng năng á là nó được tác động từ cái gọi là trạch pháp. Dạ, là có sự tinh tế phân biệt. Con người chúng ta đó mà sống mà còn không biết bất không hay, cái lợi cái hại không biết, không biết phân biệt cái gì hết á, tức là gần như là thường là vô tri á, thì thường là mình không có năng lực. Mà con người năng lực tại vì chúng ta có cái lý do để hành động, có cái lý do thúc đẩy để hành động, chúng ta gọi là có cái động lực. Quý vị nhớ rằng cái cần giác chi đó, nó là cái yếu tố, nó là một cái nội lực sung mãn. Bây giờ thì chúng ta nói đến một cái trạng thái khác gọi là hỷ giác chi. Và hỷ giác chi, hỷ giác chi ở đây là gì? Hỷ là yếu tố hân hoan, là yếu tố thoải mái. Bất cứ trong trường hợp nào mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta tu tập, hay kể cả quý vị học trong bao tháp này, mà quý vị không có vui với, không có thoải mái thế, không có hân hoan á, thì thật sự mình không được. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, khi nào mà mẹ sai làm cái gì mà chúng tôi, ví dụ mẹ biểu đi hái rau mà thấy là biết á, mẹ nói cái mặt giống như trả nợ quỷ thần. Cái mặt trả nợ quỷ thần, tức là không có hỷ, không có hân hoan trong đó. Nhưng cái gì mình hân hoan á, thì thưa quý vị, dù là thức khuya dậy sớm, dù là cái khổ gì mình cũng hân hoan hết. Cái hân hoan nó làm cho người ta thoải mái. Quý Phật tử nào mà để ý thấy cái người hành thiền khi mà họ đạt đến chỗ hân hoan rồi đó, thì mình làm khó họ không cho hành thiền, họ cũng ráng đi hành thiền, họ cũng tìm cách hành thiền. Nhưng cái người nào họ không có sự hân hoan, không có sự thoải mái rồi đó, họ ngồi 15 phút giống như là giống như đi trả nợ quý thần, đúng là trả nợ quý thần vậy. Cái trạng thái hỷ giác chi là nó làm cho chúng ta cảm thấy hân hoan với việc đó. Và tỉnh giác chi, tỉnh giác chi ở đây á, chúng ta cái chữ tỉnh có nhiều khi Hòa Thượng Minh Châu cũng xài trong chữ Hán là kinh an giác chi, là cảm giác thư thới. Cảm giác này chúng ta thấy tạm hiểu là mình tự nhiên đi tắm cái sạch sẽ, chúng ta nói là thoải mái. Dạ, tắm cái thoải mái là mình cảm tưởng là mình không có cái dơ nó bám vào trong người, mình cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy thư thới. Mà người miền Trung họ có chữ, thỉnh thoảng chúng tôi nhắc là chữ rỗng rang. Dạ, chữ rỗng rang gọi là tỉnh giác chi. Chữ tỉnh ở đây tức là không bị vướng mắc bởi phiền não, mà chữ kinh an nghĩa là nhẹ nhàng. Thì dù dịch là tỉnh giác chi hay là kinh an, nó đều dịch đúng cái nghĩa chữ pasadika. Tại vì nó có nghĩa là khi nào đó mà mình rũ bỏ cái gì đó. Giờ quý vị hàng tháng phải trả tiền mortgage, mà bây giờ trả hết tiền nợ mortgage, tự nhiên mình cảm thấy nó thư thế, nó nhẹ nhàng, trút được gánh nặng. Hay hoặc giả là mình đang đi cả ngày về mình Mỹ không có sạch sẽ, vì vô tắm cái thoải mái quá. Hoặc giả là
trong cuộc đời mình nó có một cái gì đó, một ngày nào đó mình tháo gỡ nó đi, mình thông suốt rồi cảm thấy ồ nhẹ nhàng quá, cái đó chúng ta gọi là kinh ra, dạ, hay là tỉnh giác chi, tức là trạng thái sảng khoái, trạng thái đúng ra đó, cái con cái chữ trong chữ Hán rất là đẹp nhưng mà mình xài rất là kỳ, là kinh khoái. Kinh khoái tức là nó vừa nhẹ nhàng mà vừa khiến cho chúng ta cảm thấy thích thú, gọi là trạng thái kinh khoái. Và rồi một cái trạng thái kế tiếp mà chúng ta biết đó là định giác chi. Chỉ định ở đây đó, đó là cái khả năng trụ một chỗ mà không có chán. Yeah, cái khả năng trụ một chỗ không chán đó, nó tương tự là quý Phật tử mà đã làm việc gì rồi, quý vị có thể làm cái đó chăm chú rất lâu mà không cần có một cái sự cố gắng nhiều, quý vị cũng làm được. Còn cái người không thích cái đó, đó tập trung khoảng 5 phút, 10 phút bỏ đi chỗ khác. Chúng ta muốn thử thì vị nào chưa từng quen với hơi thở đó, thì quý vị sẽ thấy rằng chú tâm vào hơi thở, tập trung vào hơi thở rất là khó. Nhưng mà một khi mà chúng ta đã quen với hơi thở rồi, tập trung vào hơi thở, chúng ta thấy là đó là những giây phút an lạc nhất. Bây giờ dù có bao nhiêu cái biến động của thời cuộc, bao nhiêu cái thăng trầm cuộc sống, bao nhiêu ngọn gió đời, nhưng một khi mà mình nhìn vào hơi thở thì mình thấy ở đó thực sự là một thế giới bình an. Nếu bây giờ mình có thể ở lại với hơi thở, có thể thân quen với hơi thở, thân thiết hơi thở, sống với hơi thở, và thật ra những cái giây phút mà sống với hơi thở chúng ta thích hơn là chạy chỗ này chỗ, thì cái trạng thái đó là khả năng tập chú. Thật ra thì trong mỗi con người chúng ta đó, nó luôn luôn có một cái thói quen, chúng ta gọi là thói quen bay nhảy. Và thói quen bay nhảy tức là trong trong kinh thường ví dụ là con khỉ truyền cành, tức là nó cái bản chất của nó thật ra nó giống nhau hết, nhưng nó hay truyền từ cành này qua cành kia, truyền từ cành kia qua chiều nọ đó. Chúng ta hay buông cái này chụp cái kia. Cái chuyện mà bay nhảy đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy thích thú. Bay nhảy là chúng ta cảm thấy rằng mình đang có cuộc sống sinh động. Nhưng mà kỳ thật, sự bay nhảy đó là một cái dấu hiệu của một cái tâm thái gọi là hồi nhỏ chúng ta bị dạy á, gọi là con lật đật. Chúng tôi không biết quý vị biết con lật đật không, tức là để nó yên, nó yên nó bao giờ nó cũng bắn lên bắn xuống, nhảy lên nhảy xuống, gọi là con lật đật. Thì chính cái khả năng mà ở yên một chỗ đó, nó tương tự như là một người mà đã trải qua, đã kinh qua nhiều cái trạng huống trong cuộc đời, bây giờ có thể ngồi pha một tách trà uống mà với tất cả sự chú tâm, hay là ra nhặt cỏ ngoài vườn hay chăm sóc hoa mà không có phải tâm vọng bóng, cái đêm hết tư làm việc đó. Cái đó chúng ta gọi là cái khả năng tập trung. Và sau cùng thì chúng ta nói đến cái xả giác chi. Xả chi ở đây chúng ta nói là sự an nhiên. Quý vị có thể thấy một điều như vậy là trong thiền chi á, khi chúng ta thiền chi á, thì khi nào có xả thì nó không có hỷ, không có lạc. Nhưng mà trong cái giác chi á, thì là giác chi là có tịnh giác chi, có khinh an giác chi và có hỷ giác chi, nó đi chung với xả giác chi. Cái này là cái khác giữa thiền chi và giác chi. Ở đây á, khi mà mình nói về giác chi đó, là chúng ta phải nói một cái phương diện hoàn toàn về phương diện thiền quán, chứ không áp dụng trong thiền chỉ. Ở trong thiền chỉ ấy, thì hỷ nó không đi với xả được nhé. Nhưng mà trong thiền quán ấy, ở trong giác chi, giác chỉ giác ở đây là quán. Nói về thiền quán ấy, thì cái xả nó đi chung với hỷ. Thật ra bảy giác chi nó đều đi chung với nhau hết. Nghĩa là trong thời gian mà tu tập ấy, thì niệm á, là nó tạo trạch pháp tạo ra cần tạo ra hỷ, hỷ tạo ra kinh an tạo ra định, định tạo ra xả. Nhưng mà ở trong cái sự giác ngộ, một sự giác ngộ tận cùng á, tận cùng của tuệ giác á, thì bảy cái thành tố này nó đều kết hợp dung nhuyễn với nhau hết, đó là sự hòa quyện dung nhuyễn với nhau hết. Mặc dù khi mà sinh khởi á, thì nó có lớp lăng, có thứ tự. Thì thưa quý vị, đó là những gì mà chúng ta ôn lại về thất giác chi. Bây giờ thì chúng ta trở lại với cái câu chuyện bên lề, nghĩa là cho dù chúng ta chưa giác ngộ đi nữa, nhưng mà khi mà đề cập đến trí tuệ, đề cập đến cái gọi là sự hiểu biết, sự nhận biết, và sự nhận biết một cách chính xác, một cách khôn ngoan trong đời sống hàng ngày đó, thì cái sự nhận biết đó nó đều cần đến
những, nếu mà chúng tập những yếu tố này thì đều tốt hết. Thứ nhất là niệm giác chi là bằng cái khả năng bám sát với thực tại. Những người nào mà hay sống trong quan tưởng, những người nào sống mà không chịu quan sát, thì những người đó ít bao giờ mà có khả năng thành tựu trí tuệ sẵn sự lắm. Chúng tôi lấy ví dụ là những người chỉ biết nói mà không biết lắng nghe. Mình nói đó là rất là chủ quan, mà cái khả năng lắng nghe là khả năng khách quan. Cái người mà có chỉ khả năng suy diễn mà không có khả năng biết quan sát về thực tại thì người đó thiếu niệm, thưa quý vị. Thành ra một trong kinh nghiệm đời sống là tập lắng nghe, tập quan sát, tập ghi nhận trước khi chúng ta suy nghĩ. Đó là một cái chìa khóa rất là quan trọng. Niệm không phải là tưởng cái quan điểm chúng ta lên mọi sự vật. Thành ra khi mình nói chuyện với một người mà người đó họ hay phê bình, hay phê phán là người này dở, người kia dở, vân vân, cái phê bình thì nó dễ lắm. Dạ, mình phê bình rất là dễ, mình nói rất là dễ. Tại vì sao? Đó là lấy quan niệm mình áp đặt qua người khác. Nhưng một cái người mà tỉnh táo, mà biết lắng nghe, biết quan sát đó, thì người đó có trí tuệ. Dạ, người ta nói như vậy là mình muốn thưởng thức một chương trình văn nghệ đó thì mình phải im lặng. Còn mình cứ lo ngồi nói chuyện sao thưởng thức văn nghệ được. Ở trong đời sống của chúng ta đó luôn luôn là rộn ràng. Quý vị để ý với những người nào mà luôn luôn hay phê bình người khác, thích chê người này, khen người kia, phê bình người đó, phê bình hoài đó. Mình mới nghe mình tưởng đâu người có trí tuệ, nhưng mà thật sự người đó không có chánh niệm. Mà cái chánh niệm đó là một trong những yếu tố của trí tuệ. Tại sao? Chánh niệm cho phép chúng ta ghi nhận thực tại. Trước khi mình có cái sự phê phán thì thưa quý vị, chúng ta phải có cái khả năng im lặng lắng nghe ghi nhận. Và cái im lặng lắng nghe ghi nhận đó là khả năng của chánh niệm. Thành ra không phải ai cũng có chánh niệm nha, không phải ai có khả năng ghi nhận. Rồi khi mà chúng ta có khả năng ghi nhận và sống với thực tại lâu đó thì sẽ hiểu biết thực tại hơn, chúng ta sẽ thấy rõ thực tại hơn, chúng ta sẽ tinh tế hơn. Có những người sống 100 năm vẫn hời hợt. Tại vì sao? Tại suốt đời họ sống trong quan tưởng. Có những người sống 100 năm vẫn sống bằng ảo giác. Tại vì sao? Họ chưa bao giờ nghĩ đến tu tập chánh niệm hết. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là khả năng mở mắt thật lớn, nhìn thật thẳng và nhìn một cách vô tư đối với thực tại. Mà những người này không làm được như vậy thì làm sao mà họ có trạch pháp được? Là sẽ đạt sự tinh tế. Cái sự tinh tế không có nghĩa là mình đem một đống lý thuyết ra mình xào tới trộn lui mình tinh tế đâu. Mình muốn tinh tế đó là đầu tiên khả năng phải biết quan sát. Và phải biết quan sát, phải biết lắng nghe. Chúng ta chưa thấy một ai sống trong cuộc đời mà họ không biết lắng nghe. Mà người đó mà gọi là có cái trình độ trí tuệ cao hết. Nhiều lắm là họ có trí nhớ tốt vậy thôi. Nhưng mà cái khả năng mà để tinh tế đó, tinh tế để chúng ta nói trạch pháp đó, thì nó đến từ khả năng biết lắng nghe sát. Tức là trạch pháp đến từ niệm giác chi. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải hiểu là trí tuệ đó nó không đến từ một cái tâm hồn bạc nhược. Điều này là điều phải nói rõ. Trí tuệ luôn luôn nó đến từ một tâm hồn có nội lực sung mãn. Khi nào tâm của chúng ta mà ham ăn mê ngủ, tâm chúng ta hay phiền não đó, thì những cái thủ đoạn, những mánh khóe, những này những kia, cái đó chỉ là bản năng thôi, thật sự đó không phải là sự khôn ngoan. Tại một cái người khôn ngoan là người đó có thể mang lại cho mình sự an lạc, mà cái người chỉ làm khổ mình, khổ người khác sao mà khôn ngoan được? Nhưng mà họ nghĩ là họ khôn ngoan. Thì cái sự khôn ngoan của một con người đó nó đến từ cái gì? Nó đến từ cái mà chúng ta gọi là cái khả năng bám sát với thực tại, thấy được cái thực tại. Bởi vì khi mà chúng ta có niệm giác chi, chúng ta có trạch pháp giác chi, thì tự nó sẽ tác động một thứ gọi là cần giác chi, tức là nghị lực, là thấy những gì cần làm, nên làm và quyết tâm làm. Thấy được thì quyết tâm làm. Chúng tôi có nói hoài đó là hãy mình mà mình có hiểu biết chút xíu, mình thấy nhà bị dột rồi, mình để lâu á thì cái tiền sửa nó sẽ nặng thêm, thôi bây giờ mình phải làm liền đi. Thì cái đó chúng ta gọi là cái hiểu biết đó, từ cái sự tinh tế đó, nó dẫn đến sự siêng năng. Nhưng mà con người lạ lắm thưa quý vị, về đời sống tinh thần cái sự siêng năng á nó không làm cho chúng ta mệt mỏi, mà cái sự siêng năng về đời sống tinh thần á nó làm cho chúng ta có nhiều sự siêng năng hơn. Mình sử dụng nghị lực khiến cho chúng ta có nhiều nghị lực hơn.
Dạ. Con người mà sống mà người ta khuyên như vậy, khi nào mình càng già càng lớn tuổi đó, đừng bao giờ sống thụ động. Mình sống thụ động mau già lắm. Đôi khi người ta khuyến khích là người già mà yếu quá cũng nên chơi puzzle đó, sắp puzzle hay làm cái gì đó cho đỡ mình hoạt động. Chúng tôi để ý thấy như vậy là những người nào mà lớn tuổi đó, mà còn siêng học, những người nào lớn tuổi mà đỡ không hoạt động thì thật ra nó giúp cho người được khỏe lắm. Không phải là mình xài đồ ốc nhiều thì đồ ốc mình nó cùng lục đâu. Xài đồ ốc nhiều thì đồ ốc bén hơn. Nhưng mà mình bỏ xó đó, tôi bỏ mặt đó thì từ đó đồ ốc mình nó cùng lục. Bởi vì đó là cái cần giác chi đó, nó lại rất là cần để nó tạo ra cái chúng ta gọi là hỷ giác chi, là cái sự hân hoan, sự thoải mái. Con người mình nhiều cái nghị lực mình cảm thấy thoải mái. Bởi vì để ý thấy điều như vậy là ở trong đời sống này đó, những con người mà siêng năng, dám dấn thân, dám làm thì thường họ làm cái gì nó cũng thoải mái. Còn cái người cái gì cũng sợ, cái gì cũng nhát, cái gì cũng gọi là biến nhát á, thì trong cái sự biến nhát đó nó lại sanh ra một chuyện là mình làm cái gì cũng nặng nề, cũng mỏi mệt, cũng khó chịu. Nên tại sao cũng thời đi tu, mà có những người đi tu họ học họ thoải mái, họ hành họ thoải mái, họ sống đến nhận lời dạy Đức Phật thoải mái. Còn có người giống như là trả nợ, tại vì họ không có hỷ giác gì, không có thoải mái, tại là không có khinh an được. Họ không có hỷ, không có khinh an. Có hỷ, có khinh an rồi đó, thì chúng ta thấy rằng chúng ta rất là dễ tập trung. Có hỷ, khinh an rất dễ tập trung. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta không có phản cảm, chúng ta không có mặc cảm đối với cái điều đó, thì chúng ta rất dễ tập trung. Và một cái tập trung nó là một trong những cái điểm là quan trọng. Và có tập trung thì chúng ta mới có khả năng sống an nhiên. Tại vì sao vậy? Mới bị để ý một người nào đó mà luôn luôn bị chi phối, luôn luôn bị lôi kéo việc cái này việc kia, những người đó không bao giờ có cuộc sống an nhiên được hết. An nhiên nó là cái chữ khác chúng ta dùng cho xả giác chi. Và có một điều rất là thú vị rằng Đức Phật dạy cái sự quán sát mà xuyên thấu, mà chúng ta gọi là tuệ giác đó. Và cái tuệ giác đó nó là một sự kết hợp của bảy thành tố hay của bảy giác chi. Đó là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác chi, hỷ giác chi, khinh năng giác chi, định giác chi và xả giác chi. Dạ, đó là bảy cái thành tố nó tạo nên tuệ giác. Chúng ta mới nghe thì nghe nó nhiều lắm thưa quý vị, nhưng mà nó lại là một trong những cái bí quyết của cuộc sống. Nếu chúng ta có được niệm, có được trạch pháp, có được cần, có được hỷ, có được định, khinh năng, có được định, có được xả, thì quý vị thấy rằng tâm trí của chúng ta sẽ sáng suốt hơn nhiều. Chúng ta nghe nói một câu pháp, chúng ta đọc một trang kinh, chúng ta nhìn vào sự vô thường, chúng ta sẽ thấy nó khiến cho chúng ta hiểu được rất nhiều cuộc sống. Chúng tôi mới đây nghe nói chuyện với vài ba người khác nhau. Khi vài ba người đó họ đề cập đến cái hình ảnh của một vị hòa thượng. Khi mà tịch rồi đó, thì pháp y của chính phủ họ đến họ lấy cái xác đi. Lấy xác đi thì thưa quý vị, họ đem cái xác ra, họ để trên cái bàn. Và bắt đầu họ quấn vải, rồi họ quấn cái bao ni lông ở ngoài, rồi họ đem xác đi. Dĩ nhiên là sau đó họ giao lại cho nhà quan. Bởi vì pháp y đã chứng nhận vị đã chết rồi, giao lại cho nhà quan tắm rửa rồi, chích bộ phim để không bị hư xác, rồi bắt đầu họ lo đám tang về sau này. Nhưng mà cũng cùng hình ảnh đó, có những người đó thì lại nhìn cái đó buồn quá, muốn khóc, thấy thương. Có người thì nhìn thấy chuyện đó thấy vô thường. Có người nói rằng khi mà mình quả thật là khi mà cái xác mình mang ra khỏi nhà thì tất cả cái gì mình có trong cuộc đời được bỏ lại sau lưng, mình không làm gì hết, mình hoàn toàn bất lực. Thì thưa quý vị, tùy theo cái nhìn của mỗi người, có cái nhìn bằng cảm xúc, có cái nhìn bằng trí tuệ. Và cái trí tuệ nó đến không phải từ cái chuyện đó không, nó từ cái yếu tố nội tại. Yếu tố nội tại ở đây tức là giác chi. Chúng ta nhìn cuộc sống đấy với bảy giác chi đó, tức là với niệm, với trạch pháp, với cần, với hiện, với tịnh, với định, với xả đó, quý vị sẽ thấy rằng chúng ta sẽ nhìn thế giới này nó khác. Đó là yếu tố nội tại. Và chúng tôi nhắc một lần nữa là
nói về thiền chỉ thì chúng ta có năm thiền chi là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Và nói về thiền quán chúng ta có bảy giác chi là niệm, trạch pháp, cần, hỷ, khinh an, định, xả. Và trong bảy cái chi phần này đó thì chúng ta nên hiểu là trong lúc tu tập á, thì người ta có thể tu tập rời rạc, tu tập tuân tự, và tu tập niệm để có trạch pháp để cần, cần để có hỷ, hỷ để có khinh an, khinh để khinh an có định, khinh định có xả. Nhưng mà trong cái đích điểm sau cùng của giác ngộ, của chứng đạt đạo quả đó, thì cái tuệ giác đó như tuệ giác của việc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, thì bảy giác chi này đều xung, bảy giác chi này hòa quyện với nhau, và bảy giác chi này nó thắng cái gọi là tuệ giác. Đây là một cái điểm rất là thú vị thưa quý vị. Điểm rất là thú vị là bởi vì qua những điều này thì chúng ta mới thấy tại sao Đạo Phật nói nhiều về thực tại và cái khả năng ghi nhận, khả năng nhận thức, khả năng là thực tại. Và trong cái khả năng ghi nhận, nhận thức, lãnh hội một cách chân thực đó, thì nó không phải là cái gì ở trên trời rơi xuống hay đất tự mọc lên, mà nó là do những cái công phu, những công phu tu tập. Và những cái công phu này có một giá trị mà đôi khi chúng ta không có ngờ tới. Thì bây giờ chúng ta trở lại nói về các cái pháp bản thể của những pháp này một lần nữa. Chúng ta sẽ nhắc rằng trong những pháp này thì có những cái pháp bản thể là tự tha, có những bản thể thuộc về thuộc tánh định hảo. Dù ở bản thể nào đi nữa thì những cái trạng thái này nó vốn xảy ra, tức là những cái mà chúng ta gọi là tâm sở hay là thuộc tánh, nó có trong tâm nhưng mà nó không được tu tập. Thí dụ như là cần, thí dụ như là hỷ, thí dụ như là định, thí dụ như là trí tuệ, vân vân. Nếu mình không tu tập thì nó như gió thoảng mây bay, như nhảy qua cầu. Những cái tiềm chất, những cái tố chất đó nó có ở tự tha thì chúng ta không hẳn gọi là tố chất, mà tự tha khi nó đi với cái tốt thì nó là tốt, mà đi với xấu thì xấu. Nhưng mà chúng ta nói đại khái là những cái thuộc tánh này đó bình thường chúng ta cũng có, nhưng mà có một cách rất là mỏng manh, đến rồi đi chứ nó không được tu luyện. Nhưng một khi mà chúng ta tu luyện, nó trở thành thiền chi, trở thành giác chi, trở thành đạo chi rồi đó, thì vì những pháp này đó, nó lại là những cái tinh hoa, những cái tinh chất, những cái tinh túy của đời sống. Và những cái tinh hoa của đời sống này, của cuộc sống tu này đó, nó dẫn chúng ta thành tựu những điều mà một người không có nghĩ tới, không có ngờ được. Thật ra thì bảy chi phần của cái gọi là giác chi này đó, bởi vì nó là những cái thành tựu, những chi phần thành tựu tuệ giác. Thật ra chư vị thánh đệ tử Phật, và chư vị thánh đệ tử Phật và kể cả Đức Phật, khi mà các ngài được đề cập đến bảy chi phần này thì các ngài có một cái sự cảm nhận rất là đặc biệt khác với chúng ta. Chúng tôi nói quý vị nghe như vậy là ở chùa đó, chúng tôi có một vị Phật tử là Bác Bằng là một kiến trúc sư, và trong cái công trình xây cất chùa đó thì Bác Bằng và chúng tôi thỉnh thoảng bàn bạc với nhau. Chúng tôi có để ý như vậy là mỗi lần mà nhắc lại những công trình đã làm đó thì Phật tử A cũng biết, Phật tử B cũng biết, và thậm chí một người chưa bao giờ biết gì nghe cũng được. Nhưng mà những người đó họ nghe đó, họ không có thấm thía, họ nghe họ không có cảm thấy khoan hỷ giống như là chúng tôi và Bác Bằng. Tại sao Bác Bằng là người vẽ ra và chúng tôi là người phải liệu toan làm sao để cái, những gì Bác vẽ ra nó trở thành. Thì khi mà mình có trải qua, mình có làm rồi, và khi mà mình nhắc lại và mình nói ra đó, thì mình cảm nhận nó khác. Thì Đức Phật và các vị thánh đệ tử thì có một điều rất là kỳ diệu. Khi mà nói về giác chi, tức là những chi phần của tuệ giác đó, thì các ngài lại có một cái cảm xúc đặc biệt, đôi khi là giúp để vượt thắng cái bệnh của thân nữa. Và điều này là một điều rất là mầu nhiệm
Điều này đôi khi chúng ta rất là khó nhận thức trong cuộc sống, nhưng mà lại là một điều có thật. Thì bây giờ chúng ta trở lại với một câu chuyện thực tế trong đời sống, là như chúng ta nói rằng có nhiều khi người ta muốn có trí tuệ, người ta mình luyện lý trí, và trí thường con người là làm sao để học, làm sao để nhớ. Nhưng mà đôi khi con người quên đi một điểm rất là quan trọng, là cái tâm thái của chúng ta đó, nó tốt thì giống như một tấm gương mà che mà lau sạch cái hơi nước mù thì nó mới rõ được. Và một tâm chúng ta tốt á, thì bảy tố chất này luôn cần thiết. Và một cái tố chất mà cần thiết đầu tiên đó là niệm, là cái khả năng sống với thực tại, bám sát thực tại, bén nhạy với thực tại và nhận thức thực tại, ghi nhận thực tại. Chúng ta đừng bao giờ coi thường, mình nói rằng ô, tôi đang sống ở trong đời này, tôi sống ở thành phố này, tôi sống ở căn nhà này, bỏ rằng tôi không biết về thực tại, chúng tôi không bám sát thực tại. Không phải, cho dù chúng ta đầu tắt mặt tối, cho dù chúng ta bôn ba sống, nhưng mà không hẳn tâm của chúng ta bám sát thực tại được. Dạ, cái tâm của chúng ta thường, thưa quý vị, nó hay sống trong ảo tưởng, ảo giác, ảo tưởng về cái tôi, cái ta, ảo tưởng về quá khứ, ảo tưởng về tương lai, ảo tưởng về cái vui, cái buồn. Rất ít khi có trường hợp mà tâm của chúng ta thanh thản, để ngồi nhìn, hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, cảm thọ khổ biết cảm thọ khổ, cảm thọ lạc biết cảm thọ lạc, tâm có định biết tâm có định, tâm không định biết tâm không định, tâm hướng thượng biết tâm hướng thượng, tâm tâm thượng biết tâm tâm thượng. Những gì xảy ra trong tâm mình biết, mình ghi nhận. Cái đó có vẻ nó không đơn giản, không có phải giản dị như người ta nói. Hầu hết chúng ta đều tự hào là mình biết được, mình biết sống lắm, mình bám sát cái thực tại, và chúng ta sống đúng nghĩa là chúng ta sống thực tế. Nhưng mà cái sự thực tế hay là thực tiễn, hay hoặc là chúng ta sống ở hiện tại, mình đòi hận cũng chưa, nó không giống như cái mà Đức Phật dạy đâu. Và nhớ rằng bảy cái thành tố này: niệm, trạch pháp, cần, hỷ, khinh an, định, xả, là bảy cái thành tố. Khi mà nó hòa quyện với nhau, nó khiến cho chúng ta có thể nhận thấy cả một cái khung trời to lớn. Chúng tôi nhớ trong cái thời gian mấy mươi năm qua có một cuộc cách mạng rất lớn của nhân loại mà ít có bao giờ có nhiều người để ý đến đó. Đó là người ta đưa những cái viễn vọng kính như là Hubble hay là Chandra, hay là bây giờ chúng ta có viễn vọng kính James Webb, ra ngoài khỏi bầu khí quyển. Tại sao chúng ta phải đưa những cái viễn vọng kính xa như vậy? Tại vì thưa quý vị, thật ra đó, cái bầu khí quyển, ngay cả những lúc mà không có mây đi nữa, thì nó cũng là một thứ kính lúc, nó khiến cho chúng ta không nhìn thấy thật. Và những cái có những cái loại ánh sáng như là hào hồng ngoại tuyến hay là tiêu cực tuyến chẳng hạn, thì chỉ có thể nhìn rõ với Chandra mà không nhìn rõ với Hubble. Và James Webb á, thì lại nhìn được những cái hồng ngoại tuyến, và hồng ngoại tuyến này đó, nó lại một cái thứ ánh sáng, mà thứ ánh sáng này nó rất kỳ với ánh sáng mặt trời. Khi mà chúng ta nhìn lên bầu trời và có ánh sáng mặt trời, thì chúng ta không nhìn ra. Và đặc biệt cái viễn vọng kính James Webb này, nó luôn luôn giữ được ở một cái góc độ là nằm ở cái góc mà mặt trời không có chiếu vào trong cái mặt phản quang của cái gương, chiếu vào trong cái gương của đó, thì có thể thấy được. Đây là trong những điều rất là thú vị, bởi vì khi mà mình muốn thấy rõ điều gì đó, thì chúng ta phải vượt qua mọi cái sự ngăn che. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình ngó lên bầu trời có nghĩa là mình thấy được trung thực đâu. Dạ, yeah, là chúng ta nhìn mặt trời buổi sáng thì mặt trời nó to, buổi trưa nó nhỏ. Thật sự mặt trời không to không nhỏ. Quý vị nhớ là khi chúng ta nhìn mặt trăng á, đôi khi chúng ta nhìn thấy là mặt trăng đi rất chậm, và trái đất đi rất chậm, và dường như mặt trăng nó chỉ đi chậm chậm nhẹ nhẹ như vậy, chứ nó không có xoay quay. Nhưng mà thật ra mặt trăng và trái đất đều quay, nhưng mà tại vì nó quay một cái chúng ta gọi là tidal block, gọi là khóa tidal block, thành ra nó cũng quay, mình cũng quay, thành ra mình với nó mình thấy nó như vậy hoài, nhưng mà thật sự
nó quay cũng nhanh lắm. Thì nói chung là chúng ta đừng nghĩ những gì mà mình thấy trong đời sống. À, tôi thấy anh A, thấy anh B, thấy ngón tay, ngón chân, như sự kiến thấy mặt mũi của mình. Hay lâu lâu mình tự nhiên mình nghe buồn, nghe vui, mình nghĩ rằng mình hiểu biết, mình ghi nhận được không? Hầu hết, có thể nói tất cả những ghi nhận của chúng ta đó, nó đều ghi nhận bằng ảo giác. Ảo giác đây là tôi, là của tôi, cái vui, cái buồn, cái hơn, cái thua, cái thi, vân vân. Cho đến khi nào mà chúng ta có khả năng lặng lặng nhìn, nhìn của chánh niệm, nhìn của tạch pháp, thì thưa quý vị, lúc đó chúng ta mới thực sự tiếp xúc với thực tại. Và đó là một câu chuyện khác. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma. Ngày mai này, thưa quý vị, chúng ta sẽ có môn Phật học cơ bản, và chúng tôi là vị đảm trách cho giáo trình ngày mai. Kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt. Sa thú, sa thú lành thay, con Mita Vanya, thay mặt đại chúng chung dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã bằng lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, không tu các hành đình, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết chung lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng viện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt.